cái trái cây quen lắm bạn không? Chưa, em tính ra mình tôi thu với mấy người rồi. Cả những ngày này đang hoài em quên, nhưng mà cái mùi là mùi trái cây. Phải không? Lấy bé hùng Hello, anh Tân. Hôm nay Mi sẽ cho anh Tân dễ như ăn kẹo. Dễ như ăn kẹo. Quay vòng quay và chọn kẹo. Bây giờ anh quay cái vòng quay này, xong rồi anh sẽ giải thích từng viên kẹo cho anh. Quay mạnh lên, quay mạnh lên. Đúng rồi. Hỏi hơn ba. Cappuccino hoặc là hành. À, anh ăn thử coi là có nó mùi gì đúng không? Từ từ nghe, khoan cắn ra nha. Chưa nghe mùi đúng không? Bây giờ mình đang Tết căn phòng, cho nên là bây giờ mình từ từ thôi. Bây giờ tạo được trắng chưa? Rồi, cắn ra thử. Thôi quá trời phong, cái gì? Tao có chín đồ. Đó. Thiệt không? Thiệt. Không có diễn nha, không có diễn cái nét đói nha. Nghe đàng hoàng. Tao có chín đồ sô-cô-la đàng hoàng. Tao ngồi bên cạnh nghe mùi hầm. Cappuccino thì không? Cappuccino đàng hoàng. Rồi, coi như là ok. Cappuccino đàng hoàng. Thiệt. Quy tính đàng hoàng. Ngồi bên cạnh em mùi hầm đó. Ở đâu á? Anh đi quay với em thử thách này đi anh Tiên. Đơn giản dễ như ăn kẹo. Có gà nhau nha. Làm dễ chú, cái này là em chỉ muốn mọi người ăn kẹo thôi. Dễ như ăn kẹo mà. Nằm giữa giữa gì nè. Mùi sâu răng hả? Rớt bà, mùi sâu răng. Mùi sao? Đây. Chút xì bia hoặc là mùi thôi miệng. Cái gì vậy? Cũng không có đâu, ít khi người nào bị dính mấy cái mùi thúi lắm. Tại vì kẹo là kẹo thúi mà. Ý là nhiều khi là trái cây thì sao? Mùi trái cây này màu xanh nè. Cũng mà nó thúi nó cũng khép vòng. Cũng thích ăn mà. Từ từ nha, khoan cắn ra. Anh có nghe mùi gì không? Thơm, không có mùi thúi, không có mùi gì hết á. Sao mình tui mà ăn chúng kẹo thúi cho? Bây giờ anh dám thử thêm bằng cửa không? Rồi. Ok, xài. Mùi đào hoặc là mùi ói quý vị ơi. Nó sẽ là đào. Không có nghe mùi. Chưa nghe mùi tại chưa cắn. Đúng rồi, chưa. Bây giờ thử nha. Không ai hơn ai lận. Sao bắt học tiên hơn ai lận? Nó ngọt ngọt. Chị, nó là ơi. Nó là ngon nữa, nó bị trái cây. Ê, tính gạch, tính gạch. Mấy mùi thúi xuống. Tính gạch mấy mùi thúi. Chết tôi rồi, không được rồi, cái này không được rồi. Anh Hành đi, người nhớ đón xem tên. Đi cá phần 2, cá ngon, vùng biển lớn. Yes, bây giờ mình sẽ đi tên hả? Anh nhắm là anh luôn hơn được cuộc sống không? Không, anh là một người kém may mắn trong cuộc sống. Dạ, em thôi, tụi vô cái diễn nhắc buồn clip em lại vừa đi vui ra. Anh là một người kém may mắn trong cuộc sống không? Kém may mắn kìa. Anh đâu đừng có bứng ra, đồ chơi này nó dễ hư lắm, anh cầm anh ơi. Không, một là vị đào, nhưng khi anh hơn là anh ăn chút cái vị đào, hiểu không? Màu cam nè, vị đào. Cam đúng không? Nó là đào. Đào. Hoặc là ói thôi. Cái trái cây quen lắm bạn không? Chết chưa, em tính ra mình tôi thu với mấy người rồi. Cả những ngày này đang hoài em quên, nhưng mà cái mùi là mùi trái cây. Phải không? Ê, bé hùng thôi. Cảm ơn anh anh ngủ mà. Anh quay về đi em. Ủa gì tự nhiên cái mặt em. Cái này là em đã thử thách rất là nhiều người rồi. Ai cũng sẽ quay vào cái ô ok hết á. Ok hả? À, okay nè đây. Đơn giản lắm. Trò chơi rất là đơn giản. Đây là một cái hộp kẹo. Là rất là dễ như ăn kẹo. Rồi bây giờ nè để coi. Một là mùi bắp rang bơ hoặc là mùi trứng thối. Riêng anh thì được quay 2 lần. Đây nè, cái viên này là cái màu hình bắp rang bơ nè. Mùi cũng là mùi bắp rang bơ, nhưng cũng có thể là mùi trứng thối. Rồi. Cầm nè, chưa nha, là cái trend này là chưa có ai bóng đi cái thối hết á. Ừ. Không có nghe mùi. Rồi, chưa nhai. Rồi, có nghe mùi gì không? Chưa. Làm sao nghe được. Rồi bây giờ chuẩn bị nhai nhai đi. Không nói. Không nói. Không nói mà hạ điện ở bên này thuốc.
hòn núi. Một lần đúng không? Bây giờ á, riêng anh này mình sẽ không cho quay. Mia sẽ là người chọn viên cho anh Thanh. Thôi mà anh xoay cho anh xoay đi, lỡ rồi. Mở là thấy cuối. Mở cho mọi người coi đã. Ở đây không? Mùi xăng gạt cũ, mùi máu mũ rồi đó. Đây, nhìn là thấy máu máu rồi đó. Ăn thiệt luôn hả? Nhìn máu máu nói chuyện. Em chứ không đổi là được không? Mình là rapper, người ta đóng cho một lần rồi thì không thể nào là chưa nhai. Được nha. Thúi chưa? Thúi. Có chẳng nói chịu. Cắn đi. Mùi thúi chân thiệt à? Chả thúi quá. Thúi là thúi gì? Mở cái hộp cái là thấy thúi. Nó dính từ một cái cục thúi khác qua cái cục thúi này. Thôi mọi người ác quá, đi đọc ác quá. Thôi chơi đại học đọc ác, mình sẽ kiếm người khác mình chơi tiếp. Không có gì chơi mũi của chân lâu ngày á. Lúc là họ lấy nguyên liệu là từ một cái bàn chân muối. Một bàn chân muối người ta ngâm. Ngâm chung với lại cái kẹo. Bà mũi của chân hơi giống gì không? Giống thiệt. Không có gì không? Ừ, cái cục xíu mũi cũng có một. Uống nước đi, uống nước. Được không? Ổn không? Thương lắm á. Em chịu không nổi luôn á. Mùi với Myanmar mới chịu không nổi về luôn á, thiệt. Không bằng. Không bằng luôn hả? Anh phải cỡ 10 ngày không dặn. Nó 10 cục kẹo luôn á. Thôi, thôi, thôi. Thôi được. Bây giờ. Được rồi, không được. 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 Không được.